Xin chào tất cả anh em. Giới thiệu đến anh em một chiếc đồng hồ cổ đến từ châu Âu. Như anh em có thể thấy thì con này nó được làm bằng đá nguyên khối luôn. Đây là những cái phần đá nó xếp lại để thành một cái đồng hồ cổ. Con này thì mặt nó là mặt men. Đấy, anh em có thể thấy rất là đẹp. Con này sử dụng hai khóa. Đấy. Cứ nửa tiếng nó sẽ điểm chuông một lần. Con này thì hàng mới về nên là chưa có chỉnh sửa hay là chưa có lau dầu để nó chạy. Mà sẽ quay cho anh em xem. Ở phía trên này thì nó được làm bằng đồng. Đấy. Này được đúc đồng hết. Hai bên này cũng thế. Bên này chân cũng vậy luôn. Rất là đẹp. Cái mặt này là mặt men này. Đấy mới lên dây cót và cho nó chạy thử. Để anh em nghe tiếng chuông. Đó, đấy là tiếng chuông. Cái này khi anh em mua thì sẽ mang đi căn chỉnh sau.